Xin chào các bạn đã đến với kênh Tài chính Bình An. Đây là series học về đầu tư giá trị, phương pháp đã tạo nên sự thành công của Warren Buffett và nhiều tỷ phú đầu tư khác. Phương pháp đầu tư giá trị đã được kiểm chứng mang lại hiệu quả trong suốt 100 năm qua. Nhưng điều quan trọng nhất đó là những nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta cũng hoàn toàn có thể học hiểu và áp dụng thành công phương pháp này. Trong bài 3, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bảng cân đối kế toán và biên an toàn, những công cụ sẽ giúp chúng ta xác định được rủi ro trong đầu tư doanh nghiệp. Video hôm nay sẽ có 4 nội dung chính. Đầu tiên là tầm quan trọng của bảng cân đối kế toán. Thứ hai là cách xác định vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Thứ ba là khái niệm biên an toàn đối với một doanh nghiệp. Và cuối cùng là mối quan hệ giữa lợi nhuận sau thuế và vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu thì mình có một lưu ý là để hiểu được video này thì chúng ta sẽ cần nắm được một số khái niệm mình chia sẻ trong bài số 2 mang tên Tư duy định giá doanh nghiệp. Nên bạn nào chưa xem thì rất khuyến cáo các bạn hãy quay lại xem video này trên kênh youtube Tài chính Bình An. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu tìm hiểu nội dung ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục lấy ví dụ đã trình bày trong bài 2. Đó là ví dụ về một doanh nghiệp nhỏ, tiệm cà phê Great View với tầm nhìn bao trọn thành phố du lịch Đà Lạt. Tiệm cà phê này hiện đang thuộc sở hữu của một doanh nhân trẻ tên là Trang. Doanh thu một năm của Great View là 1 tỷ đồng sau khi trả hết chi phí vận hành là 700 triệu đồng cũng như tiền thuế, thì mỗi năm Trang thu về lợi nhuận sau thuế là 240 triệu đồng. Giả sử bây giờ, vì một lý do gì đó, ví dụ như Trang muốn chuyển hướng kinh doanh ngành nghề mới, nên cô muốn bán doanh nghiệp của mình với giá 2,4 tỷ đồng. Và giả sử luôn chúng ta là những người đang cân nhắc mua Great View Cà Phê từ Trang. Nếu chúng ta đồng ý mua ở mức giá 2,4 tỷ đồng mà Trang đang chào bán này, thì chúng ta sẽ có lợi tức đầu tư mỗi năm là 240 triệu, chia cho 2,4 tỷ đồng là 10% một năm. Nhưng 10% này chỉ là lợi tức kỳ vọng. Chúng ta đang giả sử là trong tương lai mọi thứ sẽ vẫn tốt đẹp như hiện tại, nhưng thực tế thì sẽ luôn có rủi ro. Vậy thì để đánh giá rủi ro của khoản đầu tư này, chúng ta sẽ cần phải làm như thế nào? Câu trả lời là chúng ta sẽ cần phải nhìn vào bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp. Tiếng Anh gọi là Balance Sheet. Mọi doanh nghiệp đều có 3 báo cáo tài chính dùng để theo dõi và đánh giá hoạt động của mình bao gồm báo cáo thu nhập tiếng Anh gọi là income statement, bảng cân đối kế toán balance sheet và báo cáo lưu chuyển tiền tệ tiếng Anh là cash flow statement. Trong bài trước chúng ta nói về doanh thu, chi phí và lợi nhuận của Quét View Cafe, đó chính là nội dung của báo cáo thu nhập. ở Việt Nam báo cáo thu nhập còn có một tên gọi nữa là báo cáo kết quả kinh doanh. Để tra cứu báo cáo thu nhập của các doanh nghiệp đã niêm yết trên sàn chứng khoán tại Việt Nam, các bạn có thể lên trang file vn sau đó các bạn nhập tên công ty hoặc mã cổ phiếu các bạn muốn tra cứu vào ô tìm kiếm ở đây. Ví dụ ở đây mình nhập mã MSN của công ty Masan. Rồi sau đó các bạn sẽ chọn tab tài chính và ấn vào mục báo cáo tài chính. Rồi chúng ta chọn tab kết quả kinh doanh. Dòng đầu tiên là tổng doanh thu của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định, ở đây là theo quý, các bạn hoàn toàn có thể là chọn theo năm. Sau khi trừ hết những cái chi phí và thuế thì ta sẽ có lợi nhuận sau so thuế thu nhập của doanh nghiệp. Trong ví dụ về Greatview Cà Phê, giá trị chính của báo cáo thu nhập là cho chúng ta biết lợi tức tiềm năng chúng ta có thể thu được nếu mua lại doanh nghiệp này từ trang. Hôm nay chúng ta nói thêm về câu chuyện rủi ro, thì báo cáo chúng ta cần xem sẽ là bảng cân đối kế toán. Báo cáo này sẽ giúp chúng ta xác định được biên an toàn mà chúng ta có nếu chúng ta mua lại Greatview với giá mà trang đang yêu cầu là 2,4 tỷ đồng. Đó là lý do tại sao chúng ta tìm hiểu về bảng cân đối kế toán trong video ngày hôm nay. Còn báo cáo lưu chuyển tiền tệ chúng ta sẽ tìm hiểu trong những bài sau. Hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán trước. Mình vừa chia sẻ với các bạn nhanh về báo cáo thu nhập, bây giờ chúng ta sẽ nói về bảng cân đối kế toán. Vậy bảng cân đối kế toán là gì? Cách dễ nhất để hiểu báo cáo này là gì? Đó là chúng ta hãy đặt câu hỏi. Điều gì sẽ xảy ra nếu doanh nghiệp của Trang bị thanh lý ngay lúc này? Từ thanh lý nghe có vẻ hơi chuyên môn, nhưng đơn giản đó là chúng ta sẽ dừng hoạt động của great view và bán các tài sản của quán đi để thu tiền mặt về ở đây mình sẽ lấy ví dụ để các bạn dễ hình dung việc bán nguyên một doanh nghiệp đang vận hành nó giống như là ta đang sở hữu một chiếc ô tô ta bán nguyên chiếc ô tô đó cho người khác chiếc ô tô vẫn hoạt động bình thường người kia có thể tiếp tục vận hành nó còn thanh lý tài sản doanh nghiệp giống như việc ta tháo tung chiếc ô tô của mình ra và bán từng phần đi vậy chiếc ô tô chết và không còn hoạt động được nữa đối với doanh nghiệp cũng vậy Bán doanh nghiệp đang vận hành thì doanh nghiệp vẫn sống, vẫn vận hành bình thường, chỉ là đổi chủ. Còn doanh nghiệp bị thanh lý thì nó giống như là doanh nghiệp đã chết vậy, không còn vận hành được nữa. Nhân viên phải nghỉ việc và các tài sản của doanh nghiệp sẽ được đem giao bán để lấy tiền mặt. Vậy ta sẽ thu về được bao nhiêu nếu trong trường hợp xấu ta vừa mua doanh nghiệp của Trang đã phải thanh lý nó đi để thu tiền mặt về rồi? Câu trả lời là ta sẽ phải bán toàn bộ tài sản của Greatview đi để lấy tiền mặt rồi trả các khoản nợ mà Greatview đang có. Còn bao nhiêu thì đó là số tiền ta thu được sau khi thanh lý doanh nghiệp. Số tiền này được gọi là vốn chủ sở hữu hay tiếng Anh gọi là equity hoặc book value, dịch ra tiếng Việt có nghĩa là giá trị sổ sách. Đối với những bạn nào còn mới với các thuật ngữ tài chính thì cụm từ vốn chủ sở hữu nghe có vẻ khó hiểu, nhưng nó đơn giản là lượng tiền mặt bạn có thể thu lại được khi thanh lý một doanh nghiệp ngay lúc này và bằng tài sản chưa đi nợ. Quay trở lại ví dụ về cà phê review của Trang, đây là bảng cân đối hiện tại của doanh nghiệp này Chúng ta sẽ cùng điểm qua nhanh. Về tài sản, review đang có 30 triệu đồng tiền mặt gửi tại ngân hàng. Nội thất quán có giá trị hiện tại là 100 triệu đồng. Máy pha cà phê là 50 triệu. Quán có một xe bán cà phê lưu động food truck có giá hiện tại nếu thanh lý là 250 triệu đồng. Nguyên liệu tồn kho của quán như cà phê, sữa, kem chocolate là 10 triệu. Tổng cộng tài sản của review lúc này có giá trị là 440 triệu đồng. Tiếp theo chúng ta sẽ xem các khoản nợ mà Trang đang phải gánh khi sở hữu review Đầu tiên là nợ lương nhân viên 20 triệu đồng mà cuối tháng này Trang sẽ phải trả. Tiếp theo là nội thất. Các bạn để ý ở phần tài sản cũng có nội thất, nhưng sự thật là Trang mua nội thất cho Prestige View dưới dạng trả góp và Trang còn nợ công ty tài chính 90 triệu đồng. Nên thực chất nội thất tại Prestige View đáng giá 100 triệu, nhưng phần của Trang chỉ là 10 triệu mà thôi. Trang không chỉ mua trả góp nội thất mà còn mua trả góp cả máy pha cà phê và food truck. Tổng cộng khoản nợ mà Trang đang gánh để vận hành Prestige View là 370 triệu đồng. Ok, bây giờ khi chúng ta đã có tổng tài sản và tổng nợ của doanh nghiệp, chúng ta chỉ cần lấy tài sản trừ đi nợ, sẽ ra vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là 70 triệu đồng. Tới đây chắc hẳn các bạn sẽ thấy được một điều khá thú vị đối với doanh nghiệp của Trang. Đó là mặc dù mỗi năm Greatview tạo ra lợi nhuận so thuế tới 240 triệu đồng cho Trang, nhưng vốn chủ sở hữu của cô tại Greatview chỉ là 70 triệu đồng. Nguyên nhân là vì Trang sử dụng đòn bẩy tài chính khá nhiều khi vay vốn để mua trả góp những trang thiết bị quan trọng cho sự vận hành của quán. Đó chính là cấu trúc tổng quan của bảng cân đối kế toán. Để hiểu rõ hơn về báo cáo này, một bài tập đơn giản là các bạn hãy tự lập một bảng cân đối kế toán cá nhân cho chính mình. Hãy lấy một tờ giấy trắng hoặc sử dụng các phần mềm bảng tính như là Google Sheet, Excel, liệt kê chi tiết từng tài sản bạn đang sở hữu, bao nhiêu tiền bạn đang có trong ngân hàng, tài khoản chứng khoán, crypto, giá trị căn nhà của bạn, giá trị các vật dụng lớn của bạn như là ô tô, xe máy, điện thoại iPhone 15 Pro Max. Lưu ý là bạn cần ghi lại giá trị của những thứ này trong hiện tại. Có nghĩa là bây giờ nếu bán chúng đi thì bạn có thể thu về được bao nhiêu tiền, không phải là giá bạn mua những vật này ban đầu. Rồi bạn liệt kê những khoản nợ như nợ thẻ tiến dụng, nợ vay mua xe, mua nhà. Sau đó bạn lấy tổng tài sản trừ đi tổng nợ của mình để xem xem vốn chủ sở hữu, equity hiện tại của bạn là bao nhiêu. Tin mình đi sau khi tự làm bảng cân đối kế toán cho chính mình, nhiều khả năng bạn sẽ bất ngờ với vị thế tài chính hiện tại của bản thân. Chỉ khi viết những con số xuống một cách khách quan, chúng ta mới thực sự biết được chính xác chúng ta đang sở hữu những gì, nợ những gì và quan trọng nhất là liệu vốn chủ sở hữu cá nhân của chúng ta đang tăng dần hay là giảm dần theo thời gian. Từ đó, chúng ta mới có những biện pháp cụ thể để cải thiện vị thế tài chính của chính mình. Ok, quay trở lại câu chuyện mua bán quán cà phê Greatview. Chúng ta đã biết rằng, mặc dù lợi nhuận sau thuế hàng năm của doanh nghiệp này là 240 triệu đồng, với giá trò bán của trang hiện tại là 2,4 tỷ, thì lợi tức đầu tư chúng ta kỳ vọng sẽ là 10% một năm, nếu chúng ta đồng ý mua lại doanh nghiệp của Trang ở mức giá này. Nhưng đó là trường hợp cà phê Great View vẫn vận hành tốt, không có vấn đề gì xảy ra sau khi chúng ta mua lại. Còn nếu nhỡ may sau khi trở thành chủ sở hữu mới của Great View, lại có một biến cố bất ngờ gì đó khiến cho Great View không thể hoạt động được, ví dụ như Covid 2.0 ập đến, hoặc chủ khu đất mà quán cà phê đang thuê muốn lấy lại mặt bằng và chúng ta cũng không thể bán lại được Great View cho ai khác, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Xin thưa là lúc đó chúng ta sẽ phải bán thanh lý review đi để thu hồi vốn. Nhưng như đã phân tích ở trên, sau khi thanh lý thì chúng ta sẽ chỉ nhận lại được vốn chủ sở hữu hiện tại của doanh nghiệp này, đó là 70 triệu đồng mà thôi. Đến đây thì các bạn đã thấy rủi ro nằm ở đâu chưa ạ? Nếu đồng ý mua review về giá trò bán của Trang là 2,4 tỷ đồng, thì trong trường hợp xấu phải thanh lý doanh nghiệp gấp thì chúng ta sẽ chỉ thu về được có 70 triệu đồng, có nghĩa là chúng ta sẽ bị lỗ 2 tỷ 330 triệu đồng tương đương với 97,1% lượng vốn đầu tư chúng ta bỏ ra ban đầu. Đó chính là rủi ro của thương vụ này. Rủi ro chính là bằng giá phải trả để mua doanh nghiệp trừ đi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Nên ngoài nhìn vào doanh thu, lợi nhuận để đánh giá lợi tức đầu tư tiềm năng, chúng ta còn cần phải nhìn vào bảng cân đối kế toán để xem cấu trúc vốn của doanh nghiệp đang như thế nào. Nếu nợ quá nhiều so với tài sản khiến cho vốn chủ sở hữu equity của doanh nghiệp quá thấp thì rủi ro sẽ cao hơn. Đây chính là khái niệm biên an toàn hay tiếng Anh gọi là Margin of Safety, mà Benjamin Graham, cha đẻ của trường phái đầu tư giá trị đã đề xuất. Ông cũng chính là người thầy đã dạy cho Warren Buffett về tư duy và kỹ thuật đầu tư giá trị. Theo định nghĩa chuẩn, thì biên an toàn bằng giá trị nội tại của doanh nghiệp trừ đi giá trị thị trường là mức giá bạn phải bỏ ra để mua doanh nghiệp. Biên an toàn dương có nghĩa là sau khi mua doanh nghiệp, bạn có thể nhận về tài sản có giá trị nội tại cao hơn so với số tiền bạn bỏ ra có nhiều cách để xác định giá trị nội tại. Cách đây 100 năm khi đầu tư giá trị mới ra đời, thì Ben Graham dùng ngay vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp làm giá trị nội tại. Ông thường tìm mua những cổ phiếu giao dịch thấp hơn nhiều so với vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, những cơ hội này đã biến mất dần theo thời gian khi có nhiều nhà đầu tư giá trị hơn xuất hiện, múc hết những cổ phiếu như vậy và đa phần cổ phiếu hiện nay đều giao dịch ở mức giá cao hơn so với vốn chủ sở hữu hay là cao hơn so với giá trị sổ sách book value nên sử dụng vốn chủ sở hữu để đo giá trị nội tại không còn là phương pháp phổ biến nữa. Vậy ngày nay chúng ta nên sử dụng phương pháp nào để đo giá trị nội tại của doanh nghiệp? Câu trả lời này mình sẽ chia sẻ với các bạn trong những video sau của series học về đầu tư giá trị từ A đến Z này. Trong bài hôm nay các bạn chỉ cần nhớ rằng chúng ta trước khi quyết định mua một doanh nghiệp hay một cổ phiếu nào đó cần đảm bảo rằng biên an toàn phải dương, có nghĩa là giá trị nội tại ta mua được phải cao hơn mức giá thị trường ta bỏ ra để mua doanh nghiệp hoặc cổ phiếu đó. Và thứ hai là biên an toàn phải đủ lớn. Trường hợp lý tưởng là biên an toàn càng lớn càng tốt, nhưng nó rất hiếm khi xảy ra, đặc biệt là với các thị trường chứng khoán phát triển nhiều cạnh tranh. Như Warren Buffett có chia sẻ trong đại hội cổ đông Berkshire Hathaway vào năm 2007 là đối với những mô hình kinh doanh tốt mà ông hiểu rõ thì biên an toàn không cần phải quá cao. Đôi khi chỉ cần mua được doanh nghiệp ở giá thấp hơn chút xíu so với giá trị nội tại cũng là ok rồi. Cái này chúng ta cần phải lưu ý kỹ. Tư duy của Warren Buffett ở đây không phải là mua cổ phiếu dưới giá trị nội tại rồi chờ cho khi nào giá tăng lên bằng giá trị nội tại rồi bán chốt lời. Tư duy của ông không phải như vậy mà là sở hữu các doanh nghiệp tốt ở giá cả phải chăng sở hữu càng lâu càng tốt lý tưởng nhất là sở hữu mãi mãi. Quay trở lại với câu chuyện mua Great View Cà Phê từ Trang từ ví dụ này chúng ta rút ra được là khi đầu tư doanh nghiệp chúng ta không chỉ nhìn vào lợi tức tiềm năng mà còn phải nhìn vào rủi ro. Rủi ro trong trường hợp này được đo bằng sự chênh lệch giữa số tiền chúng ta phải bỏ ra để mua doanh nghiệp và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đó. Một điều nữa cần nhấn mạnh đó là tầm quan trọng của số tiền hay mức giá chúng ta phải bỏ ra để mua doanh nghiệp. Giá cao thì không chỉ lợi tức giảm mà rủi ro cũng sẽ tăng lên. Ở ví dụ này trước khi Quickview có lợi thế cạnh tranh gì đó mà không một đối thủ nào khác sở hữu, còn không thì không có gì đảm bảo rằng doanh thu và lợi nhuận của Quickview sẽ duy trì ở mức 1 tỷ và 240 triệu đồng một năm trong tương lai. Vốn chủ sở hữu quá thấp so với mức giá chào bán 2,4 tỷ mà Trang Hô chỉ bằng 2,9%, đồng nghĩa là rủi ro quá lớn, nên nếu là mình thì mình sẽ không mua Westview từ Trang. Nhưng câu chuyện nào cũng có plot twist, vấn đề nào cũng có giải pháp phải không ạ? Thực ra Trang vẫn có cách để cải thiện tình hình tài chính của Westview. Trong bài 2 chúng ta đã nói về việc người chủ có thể làm gì với lợi nhuận sau so thuế của doanh nghiệp, đó là họ có thể tự trả công cho mình hoặc tái đầu tư vào doanh nghiệp. Trang có thể dùng toàn bộ 240 triệu lợi nhuận sau so thuế để trả bớt các khoản nợ của Greatview nhằm làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp lên. Ví dụ Trang dùng 240 triệu để trả toàn bộ khoản nợ lương nhân viên, khoản vay mua nội thất và máy cà phê, còn bao nhiêu trả nốt tiền nợ vay mua food truck thì lúc này tổng nợ của Greatview chỉ còn 130 triệu và vốn chủ sở hữu đã tăng lên 310 triệu. Bên cạnh đó thì Trang cũng có thể tìm cách gia tăng doanh thu của Creative lên. Ví dụ bên cạnh bán cà phê cho khách hàng thì Trang cũng có thể bán nhượng quyền thương hiệu và mô hình kinh doanh cà phê đang có lợi nhuận của mình cho những người muốn làm kinh doanh như cô. Từ đó gia tăng tổng lợi nhuận mà cô thu được và gia tăng lợi tức đầu tư cho những người mua tiềm năng của Creative. Mình hy vọng là sau những ví dụ này, các bạn có thể hiểu được tầm quan trọng của tư duy đầu tư giá trị và các chỉ số tài chính doanh nghiệp. Chúng không chỉ giúp ích cho những nhà đầu tư chứng khoán mà còn mang lại rất nhiều giá trị cho những người chủ doanh nghiệp, đặc biệt là những người chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nếu nhà đầu tư thông minh đi tìm giá trị doanh nghiệp thì người chủ doanh nghiệp thông thái cũng nên có các chiến lược để gia tăng giá trị doanh nghiệp của mình theo thời gian bằng các biện pháp tài chính hoặc là những sáng tạo trong kinh doanh. Như Warren Buffett đã chia sẻ: "Tôi trở thành một nhà đầu tư tốt hơn vì tôi là một nhà kinh doanh và tôi trở thành một nhà kinh doanh tốt hơn vì tôi là một nhà đầu tư." Tổng kết lại, trong video này chúng ta đã nắm được 4 nội dung sau. Thứ nhất là về tầm quan trọng của bảng cân đối kế toán. Thứ hai là về cách xác định vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Thứ ba là hiểu về khái niệm biên an toàn đối với một doanh nghiệp. Và cuối cùng, chúng ta đã hiểu được về mối quan hệ giữa lợi nhuận sau so thuế và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Một bên đại diện cho lợi tức tiềm năng của khoản đầu tư, một bên đại diện cho rủi ro. Nếu bạn thấy nội dung bài hôm nay hay và muốn tiếp tục nhận được thêm những video mới về đầu tư giá trị, các bạn đừng quên ấn nút đăng ký kênh và ấn vào chuông thông báo dưới video kênh tài chính bình an ra đời với mục đích chia sẻ những kiến thức và thông tin nhằm giúp cho mọi người có được sự bình an thư thái về vấn đề tài chính và tiền bạc chúng mình cũng có trang cập nhật thông tin trên telegram chia sẻ những tin tức tài chính quan trọng trên thế giới và trong nước để bạn luôn nắm được tình hình hiện tại handle là a mrcoinvn hoặc các bạn có thể tham gia bằng link ở phần mô tả mình để ở dưới video để ủng hộ kênh các bạn có thể đăng ký tài khoản đầu tư cổ phiếu việt nam tại vps công ty chứng khoán thuộc ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. Nếu đầu tư crypto, đặc biệt là mua những đồng coin đã được công nhận rộng rãi về giá trị như là Bitcoin, Ethereum và đa dạng hóa nơi cất chữ coin, các bạn có thể mở tài khoản của sàn OKX, sàn giao dịch lớn thứ hai thị trường chỉ sau Binance. Mình sẽ liên tục cập nhật các chương trình khuyến mãi và tri ân khách hàng của VPS cũng như của OKX trên Telegram Tài chính Bình An. Nên là rất mong các bạn sẽ theo dõi. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Tài chính Bình An.